Các trọng tài sẽ cân đối lại số lượng cầu thủ của hai đội trong các loạt đá penalty luân lưu. Như vậy là bên phía đội Tánh Linh thì lúc này thủ môn Nguyễn Công Hải có lẽ sẽ vào thay cho thủ môn Hồ Ngọc Thức trong các loạt đá penalty luân lưu. Mặt tâm lý thì cầu thủ của đội Tánh Linh đang có được sự hưng phấn cao độ hơn. Họ đã thoát hiểm trong chân tơ kẽ tóc khi mà bàn thắng của Đinh Hữu Khang được ghi, thì cũng là lúc mà trận đấu đã khép lại và thi đấu chính thức. Vậy là bảo vệ cầu môn trong các loạt đá luân lưu của đội Tánh Linh sẽ là thủ môn mang áo số 12 Nguyễn Công Hải. Còn Ngọc An, đội trưởng của cao thủ đội Đức Linh, sẽ là người bảo vệ cầu môn cho cao thủ áo xanh. Như vậy là Đinh Hữu Khang sẽ là người đá trước cho cầu thủ đội Tánh Linh. Số 3 Đinh Hữu Khang là người đi tiên phong. Không vào! Đinh Hữu Khang đã không vượt qua được Lê Ngọc An. Và bây giờ chính Lê Ngọc An sẽ là người đá quả đá đầu tiên cho cao thủ Đức Linh. Không vào! Ngọc An cũng đá bóng đi ra ngoài. Như vậy là sau loạt đá đầu tiên, tỷ số vẫn là không đều. Người đá quả đá thứ hai cho cao thủ đội Tánh Linh đó là cầu thủ mang áo số 9 Trần Duy Nhân. Vào rồi, tỷ số là 1-0. Người đá quả đá thứ hai cho cao thủ đội Đức Linh đó là cầu thủ mang áo số 9 Minh Khôi. Minh Khôi và thủ môn Công Hải, ai sẽ thắng ở tình huống này? Không vào! Minh Khôi đã không thắng được Công Hải ở trong tình huống này. Tỷ số vẫn là 1-0 sau hai loạt đá. Và người đá quả đá thứ ba cho cao thủ Tánh Linh đó là cầu thủ mang áo số 8 Hùng Mạnh. Hùng Mạnh sút và
vậy đã sút thành công và tỷ số là 2-0. Với đá quả đá thứ 3 cho các thủ đội Đức Linh, đó là số 8 Đàm Gia Bảo. Thể hình của thủ môn Mạnh Hùng đang là giao cản tâm lý đối với các cầu thủ Đức Linh. Mạnh Hùng có thể hình thủ môn Công Hải quá dày cơm. Người đá là Đàm Gia Bảo. Đàm Gia Bảo sút không vào. Tỷ số vẫn là 2-0. Như vậy là sau 3 loạt đá thì cao thủ của đội Tánh Linh đang dẫn với tỷ số là 2-0 thưa các bạn. Và bây giờ là quả đá thứ 4 cho cao thủ Tánh Linh, người thực hiện là Hoàng Minh Phúc. Hoàng Minh Phúc sút không vào. Hoàng Minh Phúc sút không vào, tỷ số vẫn là 2-0. Bây giờ là loạt đá thứ 4 của cao thủ Đức Linh. Và người thực hiện là cầu thủ mang áo số 6 của cao thủ Đức Linh, đó là Võ Tiến Đạt. Vào rồi, Tiến Đạt đã sút thành công và rút ngắn khoảng cách cho còn 1-2. Bây giờ là loạt đá cuối cùng của cao thủ đội Tánh Linh. Nếu số 7 của Tánh Linh Nhật Nam sút thành công quả đá này thì cao thủ Tánh Linh sẽ là đội bóng lên ngôi vô địch. Ta chờ xem liệu không vào. Không vào, tỷ số vẫn là 1-2. Ngọc An đã xuất sắc đấm được cú đá của số 7, đó là Nhật Nam. Và người đá quả đá thứ 5 cho cao thủ đội Đức Linh, đó là, chúng ta chờ xem ai sẽ đá quả đá thứ 5. Như vậy là cầu thủ mang áo số 4, đó là Phạm Thanh Sang. Nếu Thanh Sang đã thành công quả này thì mỗi đội sẽ đá thêm một lượt nữa. Không vào. Và như vậy là thủ môn Công Hải đã xuất sắc góp phần vào chức vô địch tuyệt vời của cao thủ Thanh Linh.